Bà sông chủ đề xua lục nịp quân dụa lục xây bệnh mật tuổi thẻ sinh chôn đại cổ bông tạm đàn thẻ sản cảm bị thịp xài toàn bộ đường miền bê lĩnh nghịch chia tì cổ rụp năng chia tì mẹ trầy. Bạn này cứ chia tất tập hiếp này ở kia mần tì bệnh mật tập hiếp Campuchia cổ rế đại miền ai kết tích nó cạp xe ba tổ chia chờ mô hồn bộ bông có này mần tì bệnh bóng đuông đại trời bàn sông phốt đã ở pra chia play ca này thay này. Bà kia mùi này cứ mơ bà giá cả tặng khả nông đang rụp hiếp đại lục bí sách phát đặt chun lô là xây bệnh mật tuổi thẻ sinh chôn cư miên ca bằng phẹn nó ốp bà rì khá tùm nướp nà hồi bà tạm ca bằng chạp bì rò mật rây cơ xuông sô khá bì bà môn tì bệnh môn ní nâng khai tờ chia bà tì bằng ai phần này sô khá bì bà thamay mùi bằng thaym tiết xa bà rạp bà chìa bà rạp Campuchia nâng khổng khổng khăn tù tè bà tì chìa bà xây nè chùm ngứ đà miên bà nhà phần này tờ chìa chùm mô bà bông cô nè phần này chìa đám cư bộ quát ác màu căn tì trăng ní đàm bấy tờ tùa dốc xe vạp chìa bà tổng ní hồi mẹn thèn tới à kia mùi ní cả lòng tới miền sập hiệp chặt tụt trôm hỏi vì tôi chẳng yên phong đài chẳng phải chìm bọt dương đài một tụt tua sẽ vấp chìm bao này một tí bèn bóng đủ nên miền ca là bạ đài mưa khơi bị pan nhà này hỏi từ sát thị nạ rót cỏ rễ tạm dạ coi cá có bán có đo nơi chùm nuôi một cả rót tháp bị bà Campuchia nơi tập prạ phẩm man chìm bầy liên là xã rót đầm rách đầm bay đầm ná ca sang song ở kia một tí bèn đi đào chập đầm sang song ca piểm long khai mina trăm pi pon một phây hỏi rồi hôn mà đo khai mina trăm pi pon một phây pi có bán mà chập ca sang song chỉ sát tháp ố nâng tới bán sầm phốt đã ở prạ chia phơi ca này thế này à kia nên miền cổ phố buôn chuẩn rồi vì chuẩn to đây đi tới đòi miền là ca bằng pẹn nó ôp cô parika năng ti tăng này ca chia bao đắt lại bị kia sầm rạp bầm rá ơi chia ba chừng ngư từ chia cho bao được một phong có là lời ti tăng đi to tạm đòn sầm rạp đây chôn sai này vừa làm tray này prehari trên này chạy Campuchia bạn bằng hàn pi ở đóng sầm bài đi năng một tuần nạp tiếp đại ban thật tour nơi sầm mật tập hợp mấy mới này bà sầm rạp đây chôn vừa làm tray lục hàng thà à kia một tí pet đã support đại prachi play card này thế này cứ cả trên pin tầm nè tầm nón cái xã protobat kalo ở viên Campuchia nước sát thiên nạ rót kore giờ này cái đó bèo pon chụp bụi nâng một tí pet ní sầm đại chôn vừa làm tới có bật to chụp rung lực thực chất nâng đặt tuyên cầm cung pet tặng hỏi bật to thưa cả sắc xa rin sôn từ tua dọc bật về sau chụp lại đăng thôi thay chỉ với cả pra ôp cô phải chạy cả vị trí tầm nếp pi bật tay kore hỏi tới tại bật to giờ này cái đó cứ dọc chất tục đặt chụp pu nè chụp ngư chia thùng hai bản to ra xa là phía sông mặt trăng nâng bậc căn shop nơi crom sơn là thua nâng vị trí chỉ vẹn đã sập lại để chỗ ba vị trí than đi cứ chia chấm đất còn lưu mũi sập lại thua vị sai số khác bị bar bỏ Campuchia căn đại lo phải sao hai cột thua ở côn nằm lại bỏ crom krupet từ tua ban đại ca krup sập lại phía bên chia bỏ time kết phong đại trong nơi tại bản to ca hàm phía bên điều sập lại crom krupet rồi bỏ như bản to ca dốc chất tục đã hàm phía sóc cả ba là phía bỏ bỏ bên chia chút dương miên một tí bê lõ dương miên xong phê rẽ bê chê kê rõ vía lõ hơi còn ta ở vây đây lõ chuyện kia cứ ca khất khom bỏm ra bởi chỉ chuẩn đời xe mọt trọng hỏi ta kết tất đời kết cù à bí xa là thô vì chưa chỉ viện ra bọc cụ bê trở bỏ dư để nụ chưa chậm nói chậm khăn chưa chậm nói cầm lưu ในการอาภิวัตวิสัยสกัดพิบาอราวาจึบัจจุบันนี้พงได้สำหรับดิจูนยูรัมเทรโกสนาอัยรัฐพิบาลโกเรตามระยะโกยกาเหมือนตอปตีในบรรยากาศเชียร์ตุ่มเนื้อตุ่มเนื้อเชียร์บทต่อเตี้ยมากันกรมครูเป็ดหายจัดสดายคือกรมครูเป็ดในขนมตีเป็ดปล่องดวงนี่แต่มาดองคือช่วยทุกการบันดองมาดาปุกวัดอัยตัวบานบดไปสาวในจุดแดงทวายทำไมแปะปอนในการปราปราอุปกรณ์ปัจจัยเชียร์ในเลยตีจังนี่หาได้หลายกรมครูเป็ดจากอ๋อในเนื้อเหมือนตีเป็ดองดวงนี่ជាពិសេសគឺនៅក្នុងអាគារថ្មីគឺអាគារព្យាបាលជំងឺត្រជាក់ចំពោះនៅបំពង់កនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងគឺអាគារមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េនេះនៅបន្តប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានដើម្បីផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យដទៃទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសត្បិតដោយសារតែជំងឺនេះมันអាចត្បិតប្រជាពលរដ្ឋมันអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើអាគារទីតាំងកន្លែងនេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺពួកគាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសទាំងមូលបានទេអញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់ទៅពេលខាងមុខទៀតជំនាញផ្នែកត្រជាក់របស់បំពង់កនេះនឹងត្រូវពង្រីកទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតហើយក៏ត្រូវការការជួយជំរុញបន្ថែមទៀតពីអ្នកជំនាញការពិសេសគឺក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរសូមអរគុណលោកនិពន្ធយុសូមអរគុណលោកលស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់សង្ខេបសេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា